Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Hạnh phúc đang chờ em ở đâu mà em tìm mãi phép nhiệm mơ. Giữa cuộc đời muôn lối từ lúc bắt đầu, chỉ thấy quá nhiều đớn đau. Người cũ đã rời em đi, hết nước mắt trong em chẳng còn gì. Những ngày phía trước, điều người mà lâu nay em vẫn ước có tồn tại. Và những bước chân em chị ăn cháo. Mẹ. Dạ ăn cháo. Nè mẹ. Mẹ ăn nha. Để đi, cảm ơn con. Dạ. Mẹ ăn được không? Con mới biết nấu á. Con nấu cháo ngon lắm. Nhưng mẹ đắng miệng quá, ăn không nổi. Mẹ nhớ chị nghe hả? Mẹ đừng khóc nữa. Đừng có khóc nữa mà. Chú Tư. Đồ ăn của con nè. Dạ. Còn đây là quần áo mới của con. Con cảm ơn chú Tư. Học giỏi nghe không? Dạ. Mẹ hết bệnh chưa? Sao mẹ không nghỉ nhà đi? Mẹ đỡ rồi, mẹ không sao đâu con gái. Nè, coi lo dọn dẹp, lau bàn lau ghế, xếp mấy hũ gia vị ra, để còn bán buổi sáng nữa con. Dạ. La 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 la, bào lộc quê hương em. La 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 la, có những đồi trèo. La 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 la, bào lộc quê em. La 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 la, có mẹ yêu thương em. La 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 la. Bào lộc quê hương em. La 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 la, có những đồi trà. La 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 la, bào lộc quê em. La 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 la, có người mẹ yêu thương em. La 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 la. Cho dĩa rau chị ơi. Dạ, đợi một chút xíu nha. Rau của chị. Hai tô bàn số 2. Chị ơi, em
Mời chị. Cảm ơn em. Mời chị. Cảm ơn em. Hai tô của chú Ba sửa đồ ở bên chợ. Một tô của tiệm tóc Hồng Hạnh kế bên á. Dạ nhớ, để con. Đi cẩn thận đó. Dạ chào chú, chú vô ăn bún bò nha. Chị My, bữa nay xinh đẹp vậy. Dạ. Rồi ăn bún bò ngồi ghế luôn đi cô chú. Con chào dì. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Hai tô bún bò siêu ngon, siêu đặc biệt của cô chú nha. Biết cô chú thích ăn cay, cho nên con đã để thêm ớt cho cô chú rồi nha. Bữa sau tính nha. Dạ. Quen quá à. Chú, ghi sổ nha. Dạ. Cô chú ăn ngon miệng ha. Chị ơi, bún bò của chị nè. Dạ, chị để đó giùm em. Một tô bún bò đặc biệt của chị nha, có rau luôn nè. Dạ. Em cảm ơn. Chúc chị ngon miệng. Dạ. Ủa, về rồi hả con? Mẹ, con mua tặng cho mẹ nè. Tặng mẹ? Dạ, mẹ mở ra đi. Trời ơi. Wow, đẹp quá nha. Mẹ thích không? Thích, thích, cái này mắc tiền nè. Cái màu đỏ này mẹ còn khoái dữ nữa. Đẹp, 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 đẹp. Ủa, mà sao con đi shop con nói con mua đồ cho con mà mẹ không thấy đồ gì cho con hết trơn vậy? Dạ có chứ, chút nữa người ta mới ship tới. Trời đất ơi, shop nào mà tử tế quá vậy? Ship tới nhà luôn. Phải tử tế chứ mẹ, còn mua cả shop mà. Wow, cái này đẹp quá anh vậy? Lấy cho tôi luôn nha. Dạ. Dạ. Em cầm cho. Dạ rồi. Dạ. Cầm giùm tôi. Dạ. Dạ xin lỗi, anh làm nghề gì? Để em tiện tư vấn màu sắc cho anh nha. À, tôi là luật sư. À, luật sư thì không phù hợp để mặc những màu sắc như thế này đâu ạ. À, anh là luật sư đó. Cao to đẹp trai như vậy, chắc là diễn viên hay ca sĩ gì đó. Không phải dân thường đâu. Không có đâu, tôi nói thật, tôi là luật sư đó. Bộ luật sư thì không được mặc những đồ màu sắc như thế này sao? Dạ không. Được. Tôi sẽ ghi địa chỉ, mọi người gửi đến nhà cho tôi nha. Dạ được, anh cứ yên tâm. Dạ được. Dạ được. Dạ. Cái gì? Mua cả shop? Còn chọc mẹ thôi, con mua có nửa shop à? Phải mua nhiều chứ mẹ, con đi Bảo Lộc lâu mà. Quần áo, áo vest, cà vạt, giày da, áo măng tô nữa. Trời đất ơi, sao mày phá của dữ vậy con? Ba mày biết là chửi chết đó nha. Không có chửi con đâu, tại tiền của mẹ nè. Cái gì? Cảm ơn mẹ trời nha. Trời đất ơi, nhiều đó chắc cũng lố tiền mẹ cho con rồi đó. Thẻ của mẹ nè. Rồi cái thẻ này còn tiền không? Con không biết nữa, nhưng mà cài không được nữa. Trời đất ơi, mày xài hết tiền của tao rồi hả? Cái thằng quỷ, đồ phá gia chi tử. Hôm nay con không có về nhà, mẹ ăn cơm trước đi nha. Trời đất ơi, hèn chi nịnh mình mua tùm lum. Thôi kệ nó đi. Tiền của ba nó mà đâu phải tiền của mình đâu. Xin ổng cái khác. Ui, mà ngày mai thằng Trung Quân sẽ đi Bảo Lộc, còn con gái rượu của mình Julie sẽ về. Ui, vậy là từ ngày mai mình sẽ thật sự thoải mái hưởng thụ trong căn nhà này rồi. Bà Chắc ơi, bà Chắc. Ôi, ai vậy? Tôi, chúa nè. Bà ở đâu vậy? Đang trong vườn nè. Ôi, hỏi gì thôi chứ nghe giọng là biết bà chúa rồi. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, có chuyện này tôi nói với bà chút coi. Vụ gì vậy? Gì vậy bà? Trời mưa vừa mới dứt mà đi đâu vậy? Tôi qua đây là để có chuyện nói với bà. Ê, đừng nói với tôi là tới đây đòi tiền nhà nha. Trời đất ơi, còn mười mấy ngày nữa mới tới tiền nhà đó.
Ba mà đòi sớm mẹ con tôi biết xây sở ra sao à? Không có phải. Chuyện là vậy nè. Đứa con gái út tôi á, giờ nó về Sài Gòn sinh sống. À vậy hả? Uống nước nè. Mà nó có con nhỏ, thành ra là tôi phải đi theo nó để chăm cháu cho nó đi làm. Ê nè 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 nè, ba đừng có nói với tôi là Bình lấy cái nhà này bán đi để về trên kia ở với con gái nha. Không có phải. Muốn cái gì phải báo trước chứ. Làm gì có. Tôi giao cái nhà này lại cho bà. Tôi giao luôn cái vườn cây kiển đó đó. Rồi bà chăm cây, bà bán cây giùm tôi. Tôi đưa số tài khoản cho bà. Rồi bán được nhiêu á, bà cứ gửi vô tài khoản cho tôi thôi. Còn tiền công tôi tính vô tiền nhà. Hết hồn luôn á trời. Tưởng đâu bà định bán căn nhà cái là mẹ con tôi xính dính liền á. Ê nhưng mà nó nghe là bạn tốt. Tính ra cái tiền chăm sóc cây kiển á là nó mắc hơn tiền nhà đó nghe bà. Tiền công của hai mẹ con tôi mỗi ngày là mấy trăm ngàn bạc lận đó. Trời đất. Bà nhớ lại đi. Bà nhớ cái ngày đầu tiên bà tới đây á, thân cô thế cô. Tôi cho bà thuê nhà ở. Cũng tôi giúp cho bà có cái quán bún bò Bà Chát nổi tiếng nhất cái khu này luôn. Rồi đây nè, bàn ghế nhà tôi cũng đem qua đây cho mẹ con bà. Rồi này nè, cái nền này mới vừa sửa nè. Rồi bà dòm đi, bà dòm hết xung quanh đi. Tôi sửa sang khang trang cho mẹ con bà ở. Mà bây giờ kêu bà, cái bà tính toán với tôi. À, tính toán hồi nào? Tính toán gì thì nói vậy mà. Tự nhiên cái ngồi kể lễ tùm lum à. Nói giỡn. Cảm ơn bà nhiều lắm nghe. Ê nhưng mà nói nè, bà tuyệt đối không có đòi nhà lại bất tử nghe. Muốn gì thì phải nói trước đó. Bà mà đòi bất tử mẹ con tôi xoay trở không kịp ha. Tôi nổi điên tôi quậy banh cái vườn kiển của bà cho coi đó. Trời đất ơi, dữ dằn y chang hồi xưa không thay đổi chút nào hết trơn à. Thì vậy mới là bà Chát chứ. Bạn bà chua mà. Thôi ráng nghe. Ráng ở đây trông coi nhà cửa rồi bán cây kiển cho tôi. Tôi cảm ơn nhiều lắm nghe. Biết rồi. Cứ yên tâm đi với con cháu đi. Lời ra dư được nhiêu tiền tôi gửi tài khoản lên trển cho. Rồi nãy giờ không thấy con bà Bình ăn đi đâu rồi? Ra quán bán buồn chứ đi đâu. Nhà một mẹ một con. Tối nhà thì nó ra quán. Rồi vậy ha. Thôi tôi về. Tôi về nghe. Cảm ơn nghe. Về thành phố mạnh khỏe hen. Rồi rồi. Bà nhớ ở nhà chăm sóc nhà cửa vườn tục cho tôi nghe chưa. Bye bye nghe. Thời tới cả không kịp ta. Tự nhiên một mình một cõi. Tất cả mọi thứ thuộc về tay mình. Bà Chát, từ nay trở đi thời tới rồi. Quán này cũng ngon quá ha. Dạ đúng rồi đó anh. Lần đầu em được ăn. Đây tô đặc biệt. Mời chú ăn ngon miệng nghe. Lẹ lẹ vô phụ mẹ ăn cái. Dạ. Chị ơi cho thêm dĩa rau đi chị ơi. Dạ chờ chút có liền. Mẹ để cho con. Nè con. Rau của cô chú nè. Cảm ơn con. Dạ. Mẹ. Cái gì? Sao giờ này rồi mẹ còn đứng đây bán buôn cái gì nữa? Trời khách cả đống họ lẽ bỏ đi. Với lại ngày mai đi Đà Lạt rồi phải tranh thủ bán chứ. Chính bởi vì ngày mai đi Đà Lạt dự lễ tốt nghiệp cô con gái cưng của mẹ đó. Cho nên bây giờ nè. Mẹ phải đi làm đẹp ngay cho con. Thôi tốn tiền lắm. Với lại hồi tháng trước mẹ gội đầu rồi. Ủa mà mẹ giỡn con hả? Đâu con coi con coi. Ôi trời ơi. Khùng. Mẹ đó nha. Chị Nga mà ngửi thấy cái mùi này trên đầu mẹ chỉ tưởng mẹ luôn đó. Làm gì có mùi gì? Mùi chứ. Mùi cũng hơi đặc trưng ha. Mẹ dẹp đi. Thôi được rồi. Vậy để mẹ đi gội đầu. Con đi với mẹ luôn đi. Con không đi đâu. Con ở nhà con tự gội. Con tự tắm xà bông cho nó xuống à. Mẹ đi đi. Mẹ, sáng sớm ngày mai á, mẹ nhớ nhờ người ta trang điểm cho mẹ nha. Cho nó đẹp lên, xinh lên, lung linh lên nha mẹ. Bài đặt cho tốn tiền nữa đó. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà thôi, đây chắc còn chừng 2 tô bún bò. Bán xong rồi dọn dẹp phụ con rồi mẹ đi. Trời đất ơi, thôi khỏi khỏi khỏi. 2 tô này á, lát hồi con mang qua nhà cô giáo. Con với cô giáo cùng ăn. Vậy là xong á nha. Còn dọn dẹp để đứa con lo cho. Mẹ đi đi. Đi đi, không người ta đóng cửa đó. Đi đi mẹ. Được rồi. Đi nha mẹ. Thank you.
Vào đi. Mời cô ngồi. Hình như cô là trẻ mồ côi. Dạ phải. Nhưng mà nó ảnh hưởng gì tới chuyện tuyển dụng hả anh? Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng tôi không hề thua kém bất kỳ ai. Tôi rất tự tin và tự hào về bản thân mình. Trong hồ sơ có ghi là cô chưa từng đi du học hả? Ít nhất làm trong ngành thời trang này cũng phải đi du học Nhật hoặc là châu Âu chứ. Đúng là tôi chưa đi du học, nhưng với tôi, thiết kế thời trang là tinh thần sáng tạo, là cập nhật xu hướng, không nhất thiết phải đi du học. Thôi đủ rồi. Người tiếp theo. Mời cô. Mà nè, bộ đồ cô đang mặc không phải là nhãn hiệu trong nước chứ? Có chuyện gì sao ạ? Bộ đồ này do chính tay tôi tự thiết kế. Được rồi, người tiếp theo đi. Alo em đây. Phần mềm bên công ty mình em đã viết rồi, em sắp xong rồi mà. Anh cứ yên tâm, với cái phần mềm mới này á, công ty của anh chắc chắn trong thời gian tới sẽ quản lý mọi thứ được tốt hơn. Dạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Dạ em chào anh. Em về rồi. Vô đây. Trời ơi, ngồi đây. Thiên Nga, em đi đường có mệt không? Hôm nay kết quả phỏng vấn sao rồi? Em chưa biết nữa, nhưng mà em cũng nghĩ là mình trượt rồi. Bên phía công ty á, chỉ chấp nhận những hồ sơ đã từng đi du học thôi. Sao em lại nói vậy chứ? Thiên Nga của anh giỏi mà, lại xinh đẹp nữa. Biết bao nhiêu người muốn như em cũng không được nữa. Em không được nghĩ như vậy. Em lúc nào cũng phải tươi tỉnh, lúc nào cũng phải tự tin lên. Nhưng mà em thấy nản quá. Không được nói như vậy nha. Có gì đâu mà nản. Anh nghĩ là chắc bây giờ em cũng mệt rồi. Hay làm nghỉ ngơi đi. Anh vào trong kia nấu cái món gì ngon ngon cho em ăn. Anh nấu xong rồi kêu em dậy ăn nha. Ủa? Hả? Nhưng mà sao dạo gần đây nhà anh không gửi đồ ăn qua nữa vậy? Trời ơi, sao em không nói chuyện này từ sớm đi? Anh cứ nghĩ là em thích ăn cơm gia đình. Ngày nào anh cũng nghĩ một loạt các món để nấu cho em ăn. Vậy bây giờ em nghỉ ngơi đi. Anh chạy ù về nhà anh lấy đồ ăn cho em nha. Không cần nữa đâu. Sao vậy? Em tốt nghiệp rồi, sẽ không còn được chu cấp nữa, mà lại chưa xin được việc làm. Không biết tương lai như thế nào đây. Tương lai sau này của em, anh sẽ lo cho em chứ còn ai nữa. Em không phải lo. Anh định nuôi em kiểu gì? Chẳng lẽ cứ về nhà xin tiền gia đình hoặc nhận đồ ăn nữa à? Như vậy đâu có bền đâu. Em không phải lo, anh đang có hợp đồng với phần mềm rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có nhiều tiền thôi. Hợp đồng của anh thì được bao nhiêu tiền chứ? Mà anh nè, nếu bây giờ em có thai, gia đình anh có quỷ cưới em không? Hạnh phúc bị đánh cắp. Phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOON từ ngày 19 tháng 8. Thì nghe, em không tin vào tình yêu của anh sao? Em sợ là anh sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Không phải. Nhưng mà dễ gì gia đình anh đồng ý một cô con dâu bị mồ côi chứ. Nếu em là con gái nuôi của một gia đình nào giàu có thì đã dễ hơn rồi.
Thôi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ tìm cách để nói chuyện này với gia đình nha. Vậy khi nào anh đưa em về nhà ra mắt đây? Em yên tâm đi, sẽ sớm thôi. Em chờ đi, anh sẽ giới thiệu em với gia đình, được chưa? Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ anh cần phải giải quyết chuyện này trước cho em nè. Chuyện gì nè, nói đi. Em muốn chuyển qua một căn nhà khác. Ở đây cũng rộng rãi, cũng sạch đẹp, nhưng mà hơi xa trung tâm. Vậy thì em sẽ phải di chuyển nhiều đó, sẽ rất là mệt. Hơn nữa quanh đây người ta trồng trọt, lâu lâu nghe mùi phân khó chịu lắm. Chắc là hôm nay Thiên Nga của anh đi phỏng vấn về nên có hơi căng thẳng phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi bộ dạo bờ hồ, chịu không? Anh cứ đánh trống lảng hoài à. Thôi anh đi học đi, đừng ngồi đây nhìn em nữa. Em biết là anh giỏi thật, có nhiều giải thưởng thật, nhưng không được vì vậy mà chủ quan đâu. Anh phải xin vào một công ty tầm cỡ quốc tế, sau này còn phải lo cho em nữa. Lời nói của em là mệnh lệnh, anh đi học đây. Thôi em đi tắm rửa thay đồ đây. Để anh chuẩn bị quần áo cho em. Để anh giặt áo cho. Thôi em tự làm được rồi. Anh nhớ người yêu của anh quá. Anh Trí, thôi đừng mà. Em mới từ bên ngoài về nên em hơi mệt thôi. Không sao đâu, anh nhớ em thôi mà. Mà lâu lắm rồi anh không thấy em chủ động ôm anh. Hay là em có chuyện gì giận anh? Nếu nhìn có làm gì sai á thì cho anh xin lỗi nha. Anh đừng như vậy nữa. Nếu anh còn tiếp tục như vậy em sẽ ra ngoài sống đó. Sao hôm nay Thiên Nga lạ vậy? Chị Nga hả? Em nè. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi ra ngoài rồi. Chị ơi, ngày mai á là lễ tốt nghiệp của chị đúng không? Đúng vậy. Tao gọi điện là để nói với mày, mày và mẹ đừng có tới nha. Ngày mai tao không tới dự lễ tốt nghiệp đâu. Ủa sao vậy chị? Lễ tốt nghiệp của chị mà, em với mẹ phải tới trường để chúc mừng chị chứ. Tại tao bận công việc nên tao không tới dự thôi. Vậy nha, tao cúp máy đây. Chị đợi mẹ chút xíu đi. Mẹ về liền mà chị. Chị, alo. Chị kỳ cục thiệt á. Mẹ với mình mong tới dự lễ tốt nghiệp của chị lắm mà, cái tự nhiên không cho đi ạ. Ủa mẹ. Ủa. Mẹ về rồi đó hả? Ừ. Để con. Giỏi quá ha, xếp đồ rồi nữa nè. Ủa mẹ ơi. Gì? Tóc mẹ thơm quá hả? Người ta làm gì mẹ vậy? Mấy con khùng này. Trời ơi, làm cái gì mà. Mẹ, tóc mẹ thơm quá hả? Gội đầu ở tiệm mà không thơm. Mà đúng là gội đầu tiệm á, khác hẳn mẹ gội ở nhà luôn á mẹ. Vừa mượt lại còn thơm nữa chứ. Trời ơi, thơm quá. Thôi mà. Vừa thơm vừa mượt nữa mẹ. Vậy mẹ. Con này. Cái này người ta xài dầu xả cho mẹ đúng không? Ai biết đâu, mẹ lên nằm đó là nhắm mắt ngủ luôn. Tao muốn làm gì tao làm à. Trời ơi. Thơm quá. Bà Thuận gửi cho con mấy trái hồng nè. Cho con á hả mẹ? Ừ. Trời ơi, thích quá ha. Mình nhất định phải đưa mẹ lên Đà Lạt chụp hình dự lễ tốt nghiệp của chị Nga. Chị có la thì mình chịu. Con sói nuốt chửng cô bé Hoàng Khăn Đỏ vào bụng. Sau đó nó nhảy khỏi giường, rồi vươn cổ lên. Vậy là con sói nuốt chửng cô bé Hoàng Khăn Đỏ rồi. Con chết sói nó là hung ác phải không nội? Đúng. Còn cô bé Hoàng Khăn Đỏ thật là đáng thương.
ngoại nhất trên đời luôn. Nội cũng thương cục cưng của nội nhất trên đời này. Vào đi. À, mẹ, mẹ gọi tụi con có chuyện gì không mẹ? Mẹ nghe chú Tư nói ngày mai Thiên Nga nó tốt nghiệp phải không? Dạ. Thời gian trôi nhanh quá. Mẹ có điều gì dạy tụi con không ạ? À? Con cầm cái này. Dạ. Ngày mai con tặng cho Thiên Nga. Còn đây là số tiền mẹ thưởng vì nó đã tốt nghiệp loại giỏi. À, không cần đâu mẹ. Tụi con đã lo đầy đủ tiền học cho Thiên Nga rồi mà. Dạ đúng rồi mẹ, Thiên Nga không thiếu cái gì hết. Các con cứ đưa cho nó giùm mẹ. Số tiền không đáng là bao nhiêu cũng chỉ đủ cho nó liên quan ăn mừng với bạn bè mà thôi. Dạ. Mười lăm năm rồi, không biết bé Bảo Quỳnh nhà mình có được ai đó nuôi dưỡng chăm sóc như Thiên Nga không. Cô mang bún bò cho cô nè. Cô cảm ơn con. Sao hôm nay con tới sớm vậy? Con muốn thêu cho xong bộ áo dài của mẹ con. Ngày mai mẹ con mặc rồi đó. Mẹ con mà biết được con thêu á, mẹ con sẽ vui lắm. Biết vậy á, cho nên con mới ráng thêu đẹp thiệt là đẹp cho mẹ con mặc. Cô ăn bún luôn cho nóng nha. Cô cảm ơn. Con để đó đi, một lát cô ăn rồi cô hâm lại. Dạ. Nè, cái mẫu thêu đó con chỉ cần thêu thêm một chiếc lá nữa là xong rồi đó. Dạ. Con không thể ngờ là có một ngày chính bàn tay con lại có thể thêu cho mẹ con được một bộ áo dài đẹp như vậy á cô. Ừ. Con giỏi mà. Mà con lại có năng khiếu nữa. Con chỉ mới học có 2 năm thôi mà con tiến bộ rất là nhanh. Con có khiếu thiệt hả cô? Ừ. Cô ơi, con cần gì? Con vô đây đi, trời đang mưa mà. Dạ. Con tìm ai? Con là Bình An, con là con của mẹ Chát. Con của bà Chát à? Mẹ Chát bán bún bò. À, cô biết. Đã lâu rồi cô không gặp mẹ con. Con nghe nói là ở đây á, cô có dạy may giá và thêu thùa. May á thì con biết may rồi cô, còn thêu con mới biết một chút xíu à. Cô dạy con thêu nha cô. Con nhớ lúc mới học cô là 10 đầu ngón tay của con không có một ngón nào là không bị kim đâm chảy máu hết.
mà cho tới bây giờ con được như vậy tất cả là nhờ con có một cô giáo rất là tài giỏi á. Ừ. À cô ơi, bộ dạy của chị con cô đã theo xong chưa? Đây nè, con xem coi có được không. Ôi, đẹp quá cô ơi. Sao mà cô giỏi dữ vậy? Chị con có khó tính cửa nào á, nếu mà nhìn thấy bộ áo dài này cũng phải mê cho mà coi. Con mới là giỏi đó. Hồi cô bằng tuổi con á, cô không có làm được giống như con đâu. Con lại còn biết may nữa chứ. Làm gì có chuyện trò giỏi hơn thầy được chứ. Cô cứ chọc con hoài à. Cô nói thiệt, con mặc áo dài rất là khéo luôn. Mà cô à, con cũng không biết sao nữa, nhưng mà riêng cái chuyện may vá theo thùa con học nhanh lắm. Còn mấy cái khác á, con có học cỡ nào á, nó cũng không vô đầu con được luôn á. Con được như ngày hôm nay tất cả là nhờ cô giáo hết đó. Hay là cô truyền hết bí kíp cho con đi. Con hứa là con sẽ nấu cơm cho cô ăn cả đời này luôn. Thôi đi, đi qua làm cho xong cái mẫu theo đó đi, đứng đó mà nói dóc hoài. Mẹ coi có vừa không? Con coi có vừa không? Chứ mẹ thấy là hơi bị đẹp rồi đó. Con cũng thấy vậy đó mẹ. Mẹ thích ghê luôn á. Con đó nha, nhìn vụng về vậy đó mà không ngờ mai theo được cái áo tao nói đẹp xuất sắc luôn. Ê, mặc áo này lên đẹp thiệt phải không? Đẹp lắm luôn á mẹ. Con nhìn mẹ mặc cái áo này á mà con cứ tưởng là hoa hậu nào hoặc là doanh nhân nào mà con thấy trên tivi đó mẹ. Xạo quá. Ê, mà nếu như Thiên Nga thấy mẹ ăn mặc đẹp vậy á, chắc là chị con sẽ vui lắm phải không? Vui chứ mẹ. Mà có khi á, chị thấy mẹ mặc đẹp quá cái chị không nhận ra mẹ luôn á. Bớt xạo đi. Mẹ, hả? Mẹ coi nè. Gì vậy? Gì vậy con? Mẹ coi áo dài của chị Thiên Nga nè. Con có hỏi thăm người ta rồi, người ta kêu là đi dự lễ tốt nghiệp á là phải bận áo dài đó. Vậy hả? Đẹp quá. Nè, áo dài của mẹ với áo dài của Thiên Nga đều là con may và theo hết luôn á hả? Trời ơi, mẹ biết chị Nga mà, chị khó tính vậy á, sao mà chị chịu con làm hết được. Cái này á là con chỉ may thôi, còn theo á là cô giáo con theo cho đó. Hèn chi đẹp quá chừng luôn à. Còn cái áo của mẹ á, tuy là không mới đẹp bằng của chị Nga, nhưng mà từ may rồi theo là con tự tay làm hết cho mẹ luôn đó. Đối với mẹ là đẹp xuất sắc rồi đó. Xuất sắc luôn hả mẹ? Thôi đi đây, xếp lại, tranh thủ đi cho lẹ. Đứng đây nói cà kê dây ngỗng lát không kịp giờ tốt nghiệp chị con bây giờ á. Từ đây lên Đà Lạt đi xe phải mấy tiếng mới tới. Thằng Luân ở đâu rồi? Thằng Luân nó đi làm từ sớm rồi anh. Anh xã nè, anh ngồi xuống đi. Khi nào anh mới giao một nhiệm vụ hay một cái công việc gì quan trọng cho thằng Luân nó làm, lúc nào anh cũng dặn con á, con phải ráng làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ. Mà anh có giao cái chức vụ gì đàng hoàng cho nó đâu. Nếu nó không muốn đi làm á thì đừng có làm, làm chỗ khác đi. Công ty của tôi không có nó, không có đóng cửa đâu. Trời ơi, ý của em không phải là vậy đâu ông xã. Ý em á là anh không thấy là Phúc Luân nhà mình sao? Nó giỏi giang nè, rồi thông minh nè, đó mà còn chịu khó nữa. Nó mới có từng đó tuổi à mà đã có bằng thạc sĩ kinh tế rồi. Anh phải trọng dụng con chứ. Ủa chứ thằng Trung Quân nó tốt nghiệp đại học luật, nó có được làm kinh tế đâu chị. Cô Út à, cô Út nói vậy là sai rồi. Trời ơi, Trung Quân nó đang làm luật sư ngon lành vậy, mắc gì phải bắt nó về công ty để mà chịu cực chịu khổ. Đúng. Mẹ nói rất là đúng.
Con rất là thích làm luật sư. Con thấy nghề nghiệp đó rất là phù hợp với con. Bà thích không? Để con mua cho ba một bộ nha. Mua cái đầu mày. Trời đất ơi, luật sư mà ăn mặc lòe loẹt giống như một con công vậy. Cái kiểu ăn mặc gì kỳ vậy? Đúng rồi đó Trung Quân. Con làm luật sư mà bận đồ gì mà hường quá vậy? Ai mà tin con luật sư chứ? Trời ơi, con thấy cái việc ăn mặc đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là năng lực của mình đó ba. Hơn nữa, bộ đồ này là mẹ mua cho con đó. Là bà? Ý là em thương con. Em đưa cái thẻ của em cho nó tự đi mua mà. Mà không phải nó mua một bộ đâu nha. Như nó mua mấy bộ nổi vậy luôn á. Dạ đúng rồi. Bà cảnh cáo con ha. Lớn rồi, bớt cà rỡn đi. Bà nói cho con biết, cho dù bây giờ con có làm đại luật sư đi chăng nữa, hay một chức vụ nào lớn, bà cũng nắm đầu con về, cạo đầu, trét dầu hắt, nhốt vào trong phòng không cho mày đâu hết. Bà nè, hôm nay con có một cuộc họp rất là quan trọng với lại phó chủ tịch hội luật sư gia tỉnh. Trước khi con về Bảo Lộc, chúng tôi còn gặp mọi người ở nhà hàng nha. Bây giờ con phải đi đây. Đừng đó. Đi lên lầu thay đồ. Muốn đi đâu thì đi. Bà phải yêu thương con trai của ba nhiều hơn chứ. Con sắp rời khỏi nhà một thời gian rồi đó. Bà đừng nóng giận, để ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Bà ba không thấy con trai của ba nhìn giống như một ngôi sao quốc tế sao? Con đi trước nha ba. Ê! Trời đất ơi! Nó đang làm khùng làm điên gì vậy? Tất cả là do bà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có ổn không vậy mẹ? Không ổn chút nào hết. Thằng cha tài xế mắc dịch, lái xe lên đèo Friend thì từ tốn thôi. Ông cha vòng làm như là say sinh tố vậy. Làm nguyên bộ đồ lòng văng hết ra ngoài luôn đây nè. Thiệt tình cái ông tài xế đó. Nhức đầu quá. Mẹ, để con bấm huyệt cho mẹ nha. Đây nè. Mà mẹ, mẹ nghe con dặn nè. Mẹ đi ở trên này á, là mẹ phải đi sát vô con á nha. Nghĩa là sát vô con như vậy nè. Nếu không là mẹ bị lạc đó. Là con lạc á. Chứ mẹ hồi xưa ở đây rồi, sao mà lạc được? Hả? Mẹ từng sống ở đây á hả? Hồi có con nhỏ hả mẹ? Đúng rồi. Hồi con còn nhỏ xíu à. Thôi đi lẹ, để không hổng kịp giờ con Nga lãnh bằng bây giờ đó. Dạ. Ê mẹ nè, mẹ biết cái đường tắt này gần lắm, hai mẹ con mình đi đường tắt đi cho lẹ. Dạ mẹ. Đi. Alo. Alo, có một hồ sơ của văn phòng luật gửi qua mail á, cần anh trả lời gấp, anh Quân giúp giùm tôi nha. Được rồi, đợi tôi một xíu. Có chuyện gì? Làm cái gì mà đạp xe người ta dữ vậy? Xuống xe. Xuống rồi nè. Muốn gì nói lại đi. Bộ anh đuôi hay sao mà không thấy hả? Anh chạy xe kiểu gì mà văng nước vô áo của mẹ tôi rồi hả? Giờ anh tính sao đây? Tính thiệt chứ. Tính sao rồi tính sao? Hả? Đền. Đền đó. Nè, hai người đi bộ không nhìn trước có sao? Tôi ngồi trong xe hơi, làm sao tôi thấy được dũng nước? Vậy là anh không nhận sai hả? Sai á? Tôi sai chỗ nào? Không lẽ tự nhiên tôi đào cái lỗ ở đây, đổ nước rồi làm ướt hai mẹ con cô sao? Nói chuyện phải có lý lẽ đàng hoàng chứ. Nói gì? Anh đang nói vậy hả? Nè, hả? Cái bà chăn đi. Bất quá thì đem giặt đền thôi, làm gì mà dữ vậy? Ăn mặc thì dị hợm, cái mặt thì thấy ghét à. Mặt tôi có thấy ghét á, thì còn không đến lượt cô đâu hả? Bây giờ tôi bận rồi, tôi đi đây. Nè, cái gì nữa hả? Cô đang làm cái gì hả? Ê! Chơi vô hả? Xin lỗi anh nha, tại vì tôi không có biết là ở đây có dụng nước á.
lỡ làm dơ quần áo của anh rồi. Bạn đang bận gì phải không? Vậy đi đi nha. Bye bye nha. Mẹ ơi, mình đi. Nè, bỏ cái tay ra. Cô kia, rõ ràng là cô cố tình làm dơ đồ của tôi nha. Cô đền đi. Nhìn cái mặt anh, tôi muốn đấm cho một cái rồi đó. Cô nghĩ là cô hung dữ như vậy là cô trốn được sao? Cô có biết bộ đồ này là ngôi sao nổi tiếng từng bạc không? Rất là đắt tiền đó. Cô đền đi. Thì sao hả? Nè, đền áo của mẹ tôi đi. Đây là bộ đồ có 102 đó. Anh đền nổi không hả? Cái này là tôi thêu đó. Đồ cô thêu hả? Vậy thì có đắt bằng đồ của tôi không? Nè, ăn nói cho đàng hoàng một chút coi con tắc kè bông kia. Bộ đồ của cậu thì đáng giá cái gì? Hả? Có tin là tôi buộc áo dài lên ăn thua đủ với cậu không? Hả? Bác bình tĩnh nha. Bác mà tác động vật lý lên người tôi á là tôi kiện bác luôn đó. Kiện hả? Kiện đi. Bác động đó. Tôi đánh đó. Làm gì tôi? Hả? Tôi nhắc lại là tôi kiện bác đó. Kiện à? Kiện đi. Tác động đó. Kiện đi. Kiện đi. Kiện đi. Kiện đi. Kiện đi. Hai mẹ con bà này. Bộ quần áo của cậu á, cho dù là mắc tiền đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là mắc tiền thôi. Có tiền là mua được mà. Nhưng riêng bộ quần áo của tôi á, là con gái tôi nó theo từng đường kim mũi chỉ cho tôi. Có tiền cũng không mua được. Làm dơ quần áo của tôi rồi phải lại lúc mà xin lỗi, chứ không ăn nói ngang ngược gì vậy nghe chưa? Hả? Tôi còn thì kiện đi. Kiện đi. Kiện đi. Kiện đi. Còn quá làm dơ đồ của tôi vậy. Ý đàn ông hiếp đàn bà con gái hả? Bơ người ta. Bơ người ta đang hiếp con gái tôi nè. Bơ người ta. Bơ người ta. Đừng có nói bậy bạ nha. Mình nhịn xíu đi mẹ. Đừng có phí thời gian với loại người này nữa. Mình đi dự lễ tốt nghiệp của chị thôi. Không thì trễ mất đó mẹ. Là con gái tôi nó năn nỉ tôi tha cho cậu đó nghe chưa? Không để mất thời gian với loại người này nữa. Mình đi thôi. Ăn nói cho đàng hoàng đấy nha. Nghe chưa hả? Để. Tức thiệt chứ. Hai mẹ con bà này. Hai mẹ con sao? Liệu hồn nha. Đúng là một gia đình chằn tinh mà. Đúng là xui xẻo quá. Môi anh nở nụ cười, chờ ngày em trong chiếc váy cưới. Là ngày đẹp nhất sau tất cả những nỗi đau mình từng. Để có được hạnh phúc đừng sợ giông bão đi qua. Ai sau cùng cũng sẽ tìm được ấm áp cho riêng mình. Yêu như ta chưa yêu ai nhiều đến thế. Yêu như con tim chẳng từng tổn thương. Qua bao nhiêu lâu hôm nay ngày đẹp nhất. Ta quên tất cả để yêu như lần đầu. Để bàn tay ấy giết nhau không rời từ ngày hôm nay. Hạnh phúc bị đánh cắp. Phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8.